Ok, mình bắt đầu vào học nhé. Mình bắt đầu vào học nhé. Các bạn nhớ comment đáp án nhé. Câu số 1. Câu số 1. Trong công nghiệp để điều chế NaOH, người ta điện phân dung. Trong công nghiệp để điều chế NaOH, người ta điện phân dung dịch chất X có màng ngăn. Trong công nghiệp để điều chế NaOH, người ta điện phân dung dịch chất X có màng ngăn. Thế thì ở đây có nghĩa là chúng ta phải nhớ lại được về cái phần mà kiến thức là điều chế NaOH. Điều chế NaOH thì ở trong cuốn sách vô cơ của thầy có nói đúng không? Thì chủ yếu là sử dụng bằng phương pháp là điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. Đây, điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. Điện phân dung dịch. Để thầy cho nhỏ cái mặt của thầy xuống để chúng ta dễ nhìn. Đấy, tí hí cái góc này thôi. Có màng ngăn. Có màng ngăn. Thì nó sẽ tạo thành là NaOH cộng với lại Cl2 cộng với H2. Thấy chưa? Thế kỹ hơn cái này một chút thì mình có là hydro này thoát ra ở bên cathode. Bởi vì làm sao nhỉ? Ở bên cathode là nơi cation đến, cation đến thì sẽ có H cộng thì thoát đi là hydro. Được chưa? Còn ở clo thì sẽ thoát ra ở bên anode. Nhá, hiểu nhá. À, chúng ta còn một cái điều chú ý nữa là thế nếu mà điện phân mà không có màng ngăn thì sao? Màng ngăn ở đây là để ngăn cách giữa clo và NaOH. Nếu ta không có màng ngăn thì mình sẽ thành là điện phân dung dịch. Điện phân dung dịch không màng ngăn. Không màng ngăn. Nếu ta điện phân dung dịch mà không có màng ngăn ở đây thì mình sẽ có là NaOH tác dụng ngay với clo để tạo thành NaCl cộng với lại NaClO cộng với lại H2. Đấy, các em hiểu rõ chưa? Vậy hoàn toàn ở đây mình có vậy. À, thứ nhất, để điều chế NaOH trong dung dịch chất X có màng ngăn, chú ý nhé, thì chắc chắn là mình sử dụng NaCl. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Nhưng mà khi làm bài tập thì mình cũng cần phải nhớ thêm một chút nữa nhá. Vậy là nếu mà không có màng ngăn thì sẽ thành là điều chế nước ra ven. Điều chế nước ra ven. Đấy, cả nhà hiểu rõ chưa? Điều chế nước ra ven. Đấy nhá. Đây là sang câu số 1. Bây giờ mình sang câu số 2. Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí? Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí? Lưu ý cụm từ không gây ô nhiễm không khí. Thế thì mình có này, quang hợp của cây xanh thì nó sinh ra khí. Đây, thứ nhất mình phải nhớ được cái phản ứng quang hợp của cây xanh, đó là NCO2 cộng với lại nước để tạo thành C6H10O5, tất cả N lần sinh oxy. Thôi thầy không xin phép thầy không cân bằng đây. Thế thì do nó sinh oxy thì oxy là sản phẩm của cái việc mà quá trình quang hợp cây xanh. Thế thì oxy có gây ô nhiễm không khí không? Không, đúng không? Chúng ta còn ước là có thêm oxy nữa đúng không? Vậy là B là không gây ô nhiễm không khí. Không gây ô nhiễm không khí vậy chắc chắn là B rồi. Để mà hỏi không mà. Thế còn quá trình đun nấu lò sưởi trong sinh hoạt thì nó có thể tạo thành là khí CO hoặc khí CO2. CO cực độc, CO2 là khí này chúng ta không mong muốn có ra ngoài nhiều. Đúng không? Nhiều thằng này quá thì nó sẽ làm cho chúng ta làm sao nhỉ? Làm cho chúng ta hiệu ứng nhà kính. Thế còn quá trình đốt nhiên liệu trong động cơ ô tô, đốt nhiên liệu trong động cơ ô tô cũng vậy, nó sinh ra các khí độc như là NOx, COx, đúng không? SOx, vân vân. Đấy thì như vậy thì nó cũng rất là độc. Quá trình đốt nhiên liệu trong lò ca cũng vậy, sinh ra khí là khí CO, khí CO2. Vì vậy nên là không gây ô nhiễm không khí thì chỉ có là quá trình quang hợp của cây xanh thôi. Đáp án đúng mình đáp án B. Bỏ. Câu số 3. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH mà lại vừa phản ứng với dung dịch HCl? Chú ý nhé, vừa phản ứng dịch NaOH và vừa phản ứng với dung dịch HCl. Những bạn nào mà đã giải ở trong cái cuốn sách là 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết của thầy á thì các bạn sẽ biết rằng là những câu này rất là dễ thôi và chúng ta giải đi giải lại rất là nhiều rồi. Mình có là chất nào vừa phản ứng dịch NaOH mà vừa phản ứng với dung dịch HCl thì mình có nha. Nó làm sao nhỉ? AlCl3 này chỉ tác dụng với NaOH thôi. Đây viết phương trình cho chúng ta nhớ. Chỗ này chúng ta viết phương trình. Mình lưu ý rằng là AlCl3 là chỉ tác dụng với NaOH thôi. Al2S4 3 lần chỉ tác dụng với NaOH thôi. Tại sao chúng ta nhìn được điều vậy? Bởi vì là bản chất thằng này có nhôm 3 cộng. Nhôm 3 cộng thì tác dụng với OH trừ. Nhôm 3 cộng có tính axit nha. NaLO2 thì chỉ tác dụng với axit thôi. Còn riêng anh Al2O3 này thì tác dụng được với cả NaOH và cả HCl. Chúng ta viết phương trình nhé. Al2O3 cộng với NaOH thì tạo thành NaAlO2 hai lần cộng với lại H2O. Được chưa?
Thế còn Al2O3 tác dụng với HCl thì tạo thành AlCl3 cộng với H2O6 3. Ok. Đấy nhá. Rất là dễ thôi. Chúng ta cần nhớ đấy, đúng rồi. Nhôm oxit có tính lưỡng tính, và chúng ta phải nhớ luôn là chúng ta có những thằng nào có tính lưỡng tính. Tính lưỡng tính. Lưỡng tính chúng ta phải nhớ 5 thằng hydroxit. AlOH3 lần này. CrOH3 lần này. ZnOH2 lần này. Đúng không? PbOH2 lần này. SnOH2 lần này. Đấy, có 5 thằng có tính lưỡng tính. Tiếp tục đó nữa là mình có tương tự với mình có 3 thằng oxit lưỡng tính. Al2O3, Cr2O3, ZnO. Chưa kể mình còn các thằng hydroxit, sorry, các thằng gốc axit của các axit yếu còn hydro, HCO3 trừ, HSO3 trừ, HS trừ, vân vân, rất nhiều. Đấy, cả nhà chú ý nha. Mình sang câu số 4. Oxit nào sau đây tác dụng được với HCl sinh ra hỗn hợp muối? Oxit nào sau đây tác dụng HCl sinh ra hỗn hợp muối? Vậy ta lại phải viết phương trình rồi. Tác dụng với HCl mà để sinh ra được hỗn hợp muối thì mình phải viết phương trình. Đầu tiên mình có nhôm oxit Al2O3 mà tác dụng với HCl thì có phải tạo thành AlCl3 cộng H2O không? Vậy chỉ sinh ra một muối toang Fe3O4 mà cộng với lại HCl thì có phải tạo thành FeCl2 cộng với FeCl3 cộng với H2O đúng không? Đúng chưa? Ok, vậy là đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò, tại vì nó sinh ra hai muối FeCl2 và FeCl3. Thế còn thằng CaO thì sao? CaO cộng HCl thì chỉ tạo thành CaCl2 cộng nước Na2O mà cộng với lại HCl thì cũng tạo thành NaCl cộng với lại H2O. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ cả nhà nhé. B bỏ. Mình sang câu số 5. Mình sang câu số 5. Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? Trùng hợp. Thế thì mình có này. Trùng hợp thì mình phải nhớ định nghĩa trùng hợp. Điều kiện để có điều kiện để xảy ra phản ứng trùng hợp là có nối đôi CC hoặc là vòng kém bể. Hoặc là vòng kém bể. Nhớ nhá. Yêu cầu là phải có nối đôi CC hoặc vòng kém bể. Vậy ở đây mình có này. Polysaccharide là bọn này bọn tinh bột rồi, bọn này làm gì có phải là trùng hợp đâu đúng không? Polyvinyl chlorua, nhìn nhá, là đi từ anh vinyl chlorua. Vinyl chlorua đây, đây là nhóm vinyl này. Chlorua đây. Đúng không? Nhiệt độ áp suất xúc tác thì tạo thành CH2 CH CL tất cả N lần. Ok. Vậy đây chính xác nó là thực hiện bằng phản ứng trùng hợp. Đáp án đúng đáp án B. Thế còn thằng C thì sao? Thằng C là đi từ ethylene glycol OH CH2 CH2 OH và axit tereptalic H2O C C6 H4 COOH. Được chưa? Thằng này N lần, thằng này N lần để tạo thành, để tạo thành. Thằng này bỏ H, thằng này bỏ H cơ. Để ghi lỗi. Thế còn O này, CH2 này, CH2 này, OOC này. C6H4 COO. Đấy. Đấy, tất cả N là và cộng với nước. Thì anh này do có sinh ra N bằng nước nên nó là phản ứng trùng ngưng. Điều kiện để phản ứng trùng ngưng là có hai nhóm OH, CH, COH hoặc là NH2. Vậy anh polyethylene terephthalate là thằng trùng ngưng rồi. Thế thì chúng ta mà muốn làm nhanh những câu này thì chúng ta phải làm sao nhỉ? Chúng ta muốn làm nhanh câu này chúng ta phải viết nhiều phương trình chúng ta nhớ nhé. Ni lông 6,6 thì sao? Ni lông 6,6. Đây ni lông 6,6 đi từ hexametylendiamin CH2
chú này 6 lần. NH2 cộng với lại axit adipic HOOC CH2 4 lần COH. Bởi vì đây này, cháu này có 6 carbon, cháu này cũng có 6 carbon đúng không? Thì tạo thành này. NHHN CH2 6 NH COC CH2 4 lần CO. Đây. Đây. N lần. Ok chưa? Và có phải cộng với cả N nước nữa. Vậy mình có nhìn rõ này, polyethylene, TE và phtalat và ni lông 6,6 đều là trùng ngưng. Phương trình đấy rất là khó. Nhưng mà các em chú ý là hai cái phương trình đấy rất hay thi nhé, trong bài chuỗi sơ đồ. Thế nên thầy mới chú ý thì ghi lại đây cho chúng ta. Về sau xuống cuối chúng ta lại 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 học tiếp. Hello, chào Lan Anh. Chào cả thì mình tiếp tục học tiếp nha. Câu số 6. Câu số 6. Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với NaOH thì tạo thành kết tủa có màu gì? Thế mình phải nắm được đã này, là phương trình phản ứng xảy ra như nào. FeCl3 cộng với NaOH để tạo thành FeOH 3 lần cộng với lại NaCl. Đúng không? Cân bằng phương trình đây là 3, đây là 3. Thế thì ở cái phương trình này sau này đề bài nó có thể hỏi khác. Sau này đề bài có thể hỏi khác. Thì chúng ta cần lưu ý là bản chất của nó là sắt 3 cộng cộng với lại OH trừ để tạo thành FeOH 3 lần thôi. Đây là bản chất nhá. FeOH 3 lần. Thế còn lại bản chất nữa. Bản chất nữa thì nó chính là thằng này có tính axit này, thằng này tính bazơ. Thế thì hoàn toàn từ phương trình ion này chúng ta có thể biến đổi thành Fe2SO4 3 lần cộng với KOH thì nó cũng sinh ra FeOH 3 lần cộng với lại K2S4, đúng không? Bản chất nó vẫn là thế, nó vẫn là cái phương trình ion này. Thế thì vì vậy nên là khi chúng ta viết phương trình ý, chúng ta cần phải nắm được bản chất nhá. Thế thì ở đây thì chúng ta có là FeOH 3 lần là kết tủa máu nâu đỏ, kết tủa màu nâu đỏ, được chưa? Màu nâu đỏ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok. Sang câu số 7. Sang câu số 7. Sản phẩm của phản ứng ST hóa giữa ancol metilic và acid propionic là. Sản phẩm của phản ứng ST hóa giữa ancol metilic, mình phải thuộc tên. Ancol metilic là CH3OH và acid propionic. Acid propionic là C2H5 COOH. Thế thì phản ứng ST hóa đây mũi tên hai chiều trong môi trường axit là phải phản ứng thuận nghịch. Đấy chưa? Để tạo thành C2H5COOCH3. Anh này có tên gọi là gì? Metin propionate. Metin propionate. Thế nhá, cộng với lại nước. Ok. Vậy thì đáp án đúng chúng ta là metin propionate. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Câu số 8. Dĩ nhiên là trong cuối của cuốn sách này thì thầy đã có giải chi tiết rồi, nhưng mà thầy vẫn live stream, thầy vẫn quay video giải lại cho các em nhá. Câu số 8. Dung dịch chất nào sau đây không làm quỷ tím chuyển màu? Dung dịch chất nào sau đây không làm quỷ tím chuyển màu? Thế mình có này. Etinamin C2H5 NH2. Nó làm quỷ tím chuyển thành màu xanh. Đấy chưa? Metinamin CH3 NH2 cũng làm quỷ tím chuyển thành màu xanh. Trimetinamin CH3, tất cả 3 lần N cũng làm quỷ tím chuyển thành màu xanh. Vậy duy nhất chỉ có một thằng không làm quỷ tím chuyển màu, đó là anilin C6H5 NH2 không làm quỷ tím chuyển màu. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Câu số 9. Trong các kim loại sau, kim loại có tính khử mạnh nhất là. Trong các kim loại sau, các kim loại có tính khử mạnh nhất là. 10 câu đầu là 10 câu cực kỳ dễ, nhưng cũng là những cái câu mà các em hay khinh thường nhiều nhất, dẫn đến khoanh sai, làm đúng tô sai. Nên các em cần phải chú ý thật kỹ, làm đúng chính xác từng câu một nhá. Kim loại có tính khử mạnh nhất là. Thế đây mình có này. Kim loại tính khử mạnh nhất thì mình phải thuộc dạy điện hóa. Khi nào 3 cần may áo giáp sắt nên sang phố
hỏi, cửa, hàng, á, âu, phi. Vậy mình có này, theo dãy điện hóa này thì tính khử của kim loại giảm dần, tính khử giảm. Đấy chứ, vậy là càng đứng ở sau thì tính khử càng yếu. Thế vậy là càng đứng ở gần trước thì tính khử càng mạnh. Được chưa? Vậy là đồng đúng này, sắt này. Bây giờ mình còn magie, à magie đứng trước nhôm. Magie đứng trước nhôm, vậy magie có tính khử mạnh hơn nhôm. Đáp án đúng đáp án B. Và rất nhiều đứa mắt lé này chọn nhôm hoàn toàn. Được chưa? Đúng rồi, chính xác. Nguyễn Hòa đúng. Cao Thị đúng. Mình sang câu số 10 nhá. Chất nào sau đây không phản ứng với NaOH trong dung dịch? Gạch chân như thành cái từ không. Không phản ứng với NaOH trong dung dịch. Được chưa? Ta có này. Gliala. Gliala này ở giữa này để liên kết peptide. Liên kết peptide bản chất nó là liên kết NHCO, liên kết này cực kỳ kém bền, dễ bị phân hủy trong môi trường axit và trong môi trường kiềm. Glycine. H2N. CH2. COOH. Anh này có nhóm COOH, nhóm này tác dụng được với nhóm này tác dụng được với NaOH. Được chưa? Metinamin. CH3NH2. Thằng này đi không phản ứng với NaOH trong dịch rồi. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Ok. Không phản ứng với NaOH trong dịch. Sang câu tiếp nhá, câu số 11. Câu số 11. Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên. Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên CaCO3. Được dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất nung 100 kg đá vôi chứa 80% CaCO3. À vậy là đá vôi ở đây chúng ta còn chứa bao nhiêu? Nếu 100 kg này thì ngoài CaCO3 80%, vậy 80 nhân 100 thì bằng 80 kg. Đúng không? Thì còn tạp chất. Tạp chất đây 100 kg, 80 kg rồi, tạp chất chiếm 20 kg. Cẩn thận không hòa toang bị lừa. Tiếp tục nha. Nung đến khối lượng không đổi. Nung. Tạp chất trơ có nghĩa là nung không ảnh hưởng. Tạo thành CO cộng CO2. Thế mình có 80 kg này, mình coi kg như là gam, mình tính toán bình thường, mình tìm được số mol luôn, lấy 80 chia 100 thì bằng 0,8 mol. Vậy suy ra số mol của CO là bằng 0,8. Để kỹ thuật giải chúng ta nhé, kỹ thuật giải của thầy nhé, là mình không coi nó là kg, mình coi là gam, mình tính toán bình thường. Vậy anh này là khí này, CO2 bay đi này, CO là chất rắn này, còn lại này. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được M chất rắn này. Rất nhiều bạn chỉ đi tính mỗi thằng CO thôi, lấy 0,8 nhân với 56. Toang luôn, chọn ngay 44,8 là toang. Bởi vì bạn ấy quên mất chưa cộng với 20 kg chất rắn chưa. Cộng 20 nữa thì bằng 64,8. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C cộng. C 64,8. Sang câu tiếp nhá, câu số 12. Kim loại chrome thì tan được trong dịch nào? Thế chúng ta phải nhớ một cái thuật ngữ mà chúng mình vẫn hay bảo đúng không? Là gì nhỉ? Phải ăn crust. Đúng không? Phải ăn crust. Thêm từ bé này, bé phải ăn crust. Beri, sắt, nhôm, chrome. Đấy, là bốn thằng này là bị thụ động trong axit HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội nha. Vậy thì hoàn toàn đây mình có này, mình có này, nhôm, sắt, chrome, beri bị thụ động. Vậy mình có chrome này không tan ở trong HNO3 đặc nguội, không tan ở trong H24 đặc nguội, đúng chưa? Tan ở trong HCl nóng nhá, chú ý nhá. Chrome này tác dụng được với axit loại 1 loãng nóng nhưng không tan ở trong đá hoạt loãng. Vậy sorry, đây đề bài hỏi tan HCl nóng. Nhớ nha. Và cái phương trình của chúng ta là chrome mà tan trong HCl loãng nóng thì tạo thành CrCl2 cộng H2. Đấy. Các bạn nhớ chú ý ghi lại phương trình này vào nhá. Rồi. Tiếp tục. Sang tiếp câu tiếp theo. Câu số 13. Tiếp theo. Câu số 13. Hãy giải full 40 câu này. Hãy giải full 40 câu. Châu chó luôn. 13. 13 lại một câu lừa, nhìn này biết là lừa. 5 gam đấy nhá, non thầy tóm tắt đây chúng ta nhìn. 5 gam hỗn hợp gồm bạc và nhôm
vào dung dịch HCl dư thì mình có tất cả các kim loại đứng đằng sau hydro trong dãy điện hóa thì không tác dụng với lại axit loại 1. Vậy ở đây mình có nhôm, à, bạc của mình, nhìn thấy bạc chưa? Bạc của mình nhìn thấy chưa? Bạc của mình không tác dụng HCl. Vậy chỉ có nhôm thôi. Nhá. Nhôm tác dụng HCl thì tạo thành hydro. Thế mà thu được số mol hydro là bằng 3,36 chia 2,4 bằng 0,15. Vậy thì hoàn toàn tới đây mình tìm ngược lại được số mol nhôm nhá. Chúng ta có này. Một nhôm thì sinh ra 1,5 hydro. Chỗ này ở cái phương trình thì thầy đã viết rất nhiều rồi. Nhôm cộng HCl để tạo thành AlCl3 cộng 3/2 hydro. Đây ba đây. Được chưa? Thế thì sau này chúng ta cứ mặc định nha, một nhôm sinh ra 1,5 hydro. Vậy mình tìm được số mol của nhôm ngược lại bằng 0,15 chia 1,5 thì bằng 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của nhôm luôn. Tới đây chúng ta tìm được khối lượng của nhôm luôn. Là mình lấy 0,1 nhân 27. 0,1 nhân 27 bằng 2,7 gam đúng không? Để bài hỏi phần trăm khối lượng của nhôm thì mình lấy 2,7 chia cho 5 bằng nhân 100 54%. 54%. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án 54%. Ok, hello chào Hiền Nga. Sang câu tiếp nha. Câu số 14. 14. Khử hoàn toàn 32 gam CuO cần thành kim loại. Khử hoàn toàn là viết phương trình CuO cộng với lại CO khử hoàn toàn nhiệt độ. Đây là phản ứng nhiệt luyện nha. Để tạo thành Cu cộng với lại CO2. Mình tìm được số mol của CuO bằng 32 chia cho 80. 32 chia 80 thì bằng 32 chia 80 nhưng bằng 0,4. 0,4 đúng không? 0,4. Thế thì tỷ lệ phương trình ở đây là 1,1,1,1. Vậy mình có anh này là 0,4, vậy suy ra số mol CO bằng 0,4. Đúng không? Mà do số mol CO bằng 0,4 vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được V là lấy 0,4 nhân 2,4. Nhân 2,4 bằng 8,96 lít. 8,96 lít. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Rất là dễ. Đấy, mình giải đến câu số 15. Gần được 4 điểm rồi cả nhà. Gần được 4 điểm rồi. Gần được 4 điểm rồi. Câu 15. Chào Tâm nha. Câu 15. Cho hỗn hợp gồm CH3COOH, CH3COO, C2H5 và CH3COO NH4 tác dụng vừa đủ với NaOH. Chú ý ở đây để bài bỏ tác dụng vừa đủ nha. Để bài bỏ ở đây chúng ta là tác dụng vừa đủ với NaOH. Mình có số mol NaOH bằng đây 1 nhân 0,2 bằng 0,2 nhá. 1 nhân 0,2 bằng 0,2. Vậy ta được này, tạo thành này CH3CO C2H5 tác dụng với NaOH thì cũng tạo thành CH3COONa. Mà CH3COONH4 cũng tác dụng với NaOH vừa đủ tạo thành CH3COONa. Vậy mình bảo toàn natri 0,2, vậy đây là 0,2. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng 0,2 nhân với lại 82 thì bằng 16,4. 16,4. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C 16,4. Sang câu tiếp, câu số 16. Câu số 16. 16 nha. Cho hỗn hợp kẽm và sắt. Hỗn hợp gồm kẽm và sắt vào dung dịch gồm CuNO3 hai lần và AgNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thì thu được hỗn hợp hai kim loại. Thế thì ở đây chúng ta phải nhớ này, thu được hỗn hợp hai kim loại. Vậy mình có này, thứ tự kim loại phản ứng với nhau theo tính khử giảm dần, đúng không? Đấy. Thế thì kim loại tạo thành thì tính khử phải tăng dần. Vậy ở đây đầu tiên thằng kim loại yếu nhất là thằng nào? Bạc. Vậy đầu tiên kim loại bạc là kim loại phải phản ứng tạo thành đầu tiên. Sau đó đến đồng. Vậy thu được hỗn hợp hai kim loại sau phản ứng chắc chắn chỉ có thể là bạc và đồng. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Câu số 17. Câu số 17.
Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam K2O. Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam K2O. K2O. Chúng ta tìm được số mol K2O luôn. 9,4 chia cho mở ngoặc đơn 39 nhân 2 cộng 16 bằng 0,1. 0,1. Vào 70,6 gam nước H2O. Đây 9,4, đây 70,6. Thì ta thu được cao H. Được chưa? Vậy mình có này, số mol này 0,1 nhân 2 bằng 0,2, số mol cao H bằng 0,2. Nồng độ phần trăm. Ta có C phần trăm thì bằng M chất tan chia M dung dịch nhân 100%. M chất tan ở đây chúng ta chỉ có là cao H 0,2 nhân 56. M dung dịch ở đây chúng ta là KO thả vào dung dịch nước, vậy là 9,4 cộng 70,6 nhân 100% bằng 0,2 nhân 56 bằng chia cho bằng một đơn 9,4 cộng 70,6 bằng nhân 100 14%. 14% nhá. 14%, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 14%. Xong câu 17, chào Hoàng Tâm. Câu 18. Câu 18 nhá. Cho axit acrylic tác dụng với ancol đơn trước X. Axit acrylic CH2 nối đôi CH COOH tác dụng với ancol đơn trước X là ROH. Thu được STI CH2 nối đôi CH COOR. Thấy chưa? Trong đó oxy chiếm 32% về khối lượng. Trong đó oxy chiếm 32% về khối lượng. Vậy hoàn toàn mình có đây. Trong này có 2 oxy. Đúng không? Vậy mình có là 2 nhân 16 chia cho phân tử khối của Y thì bằng 32%, nghĩa là bằng 0,32. Vậy đến đây mình tìm được phân tử khối của Y bằng 0,32. 2 nhân 16 bằng 32 chia cho 0,32 thì bằng 100. 100. Phân tử khối của Y bằng 100. Vậy bây giờ câu chuyện chúng ta rất đơn giản, chúng ta đi bấm. Ta có hai cách làm nhé. Một cách làm đi tìm R, một cách làm đi bấm mỗi này xem thằng nào bằng 100. Bây giờ thầy sẽ giải cách đầu tiên là đi tìm R. Suy ra R bằng 100 trừ đi này. Chỗ này là 14. Chỗ này là 13. Chỗ này là 44. 29. R bằng 29. 29 thì chúng ta có là chia cho 14 thì gần bằng 2. Vậy suy ra nó là C2H5. Đúng chưa? Vậy đó chúng ta là C2H5. Còn một cách khác là các em đi bấm cho thầy xem thằng này có bằng 100 không? Thằng này có bằng 100 không? Thằng này bằng 100 không? Thằng này bằng 100 không? Thì mình cũng chọn được đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Rất là dễ dàng. Cái sang câu tiếp theo, câu số 19 nha. Câu tiếp theo, câu số 19. Cho dãy các chất sau. Cho dãy các chất sau. Số chất trong dãy có phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng là. Số chất trong dãy có phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng là. Thế thì để tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thì mình có những thằng sau nốt ra. Tác dụng với NaOH thì cũng như thằng sau, axit, đúng không? Các ion ví dụ như là nhôm 3 cộng, sắt 3 cộng, kẽm 2 cộng, đúng không? Vân vân. Những thằng ion mà đứng sau magie 2 cộng. Được chưa? Bọn este, bọn amino acid, bọn peptide và protein, đúng không? Đây là những thằng mà tác dụng với NaOH. Thế mình có tripamidin là chất béo, chất béo đó chính là este. Có acid amino acetic, thằng này là gì? Amino acid. Có ala gly glu là bọn peptide. Có etin propionate là thằng este. Có. Và mình có 1, 2, 3, 4, 4 chất tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ 4 thằng. Câu số 20. Phát biểu nào sau đây là sai? Câu số 20. Phát biểu nào sau đây là sai? Chào Lê Thảo Ly nhá. Protein là cơ sở tạo nên sự sống. Đúng. Protein đơn giản là những chất có tối đa 10 liên kết peptide. Sai. Protein đơn giản là những chất làm sao được cấu tạo bởi từ các gốc alpha amino acid mới đúng. Vậy sai là B.
protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit bazơ của enzyme, đúng, bởi vì protein nó cũng là peptide, nó được cấu tạo bởi từ các peptide nên nó có liên kết peptide NHCO kém bền trong axit bazơ của enzyme nên dễ bị thủy phân. Nó giống kiểu là thịt chúng ta nhai đấy thì nó bị thủy phân bởi enzyme ở bên trong miệng chúng ta, đúng không? Protein phản ứng màu bi, chính xác. Vậy sai là B. Mình được 5 điểm rồi các em ạ. Sang câu 21 nha. 21. Xà phòng hóa hoàn toàn STX mạch hở trong dịch NaOH. X trong dịch NaOH. Thu được các hợp chất hữu cơ gồm CONa, CH3, CHO, C2, H5, OH. Thế bây giờ mình chưa cho ghép chữ thôi. Đúng không? Đây này, nó thủy phân là được một thằng muối là CONa, vậy chắc chắn COO, COO. Có CH5OH vậy là C2H5. CH3, CHO thì chắc chắn có nối đôi rồi. CH nối đôi CH2. Đấy, thì có đúng là thằng X này, như này thì thủy phân ra được C2H5OH này. Thủy phân là được CH3, CHO này và hai thằng CONa tất cả hai lần. Đúng chưa? Vậy ở đây chúng ta có này. Vậy đây ta có công thức của X là C3 này, C6 H8 lấy 5 cộng 1 cộng 2, C6H8. C6H8 toang toang C6H8 ô mấy? O4. O4 C6H8 O4, đáp án đúng đáp án D. C6H8 O4 D. Mình sang câu tiếp nha. Câu số 22. Thực hiện thí nghiệm để điều chế khí X. Câu số 22. Thực hiện thí nghiệm để điều chế khí X thu vào bình. Chúng ta lưu ý nha, cái bình này thu khí như cái chuỗi chúng mình vẫn live stream cho các cháu, thì cái bình này thu bằng cách úp ngược bình. Úp ngược bình ở đây vậy thì chắc chắn là phải thu khí làm sao? Úp ngược bình thì tương đương với việc lưu ý này. Úp ngược bình. Đúng không? Thì tương đương với gì? Là khí đó phải nhẹ hơn không khí. Khí phải nhẹ hơn không khí. Cái này chúng mình nói nhiều. Đúng không? Và do khí nhẹ hơn không khí thì mình có là phân tử khối của không khí thì bằng bao nhiêu? 29. Vậy là phân tử khối của khí X phải nhỏ hơn 29. X phải nhỏ hơn 29. HCl vào CaCO3 thì tạo thành CO2. Thằng này bằng 44, lớn hơn 29. Toàn. H24 đặc, lưu ý là H24 đặc vào Cu thì tạo thành khí SO2. Thằng này bằng 64. Loại cũng lớn hơn 29. H24 loãng vào bình đựng kim loại kẽm thì tạo thành khí hydro bằng 2, nhỏ 29. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu tiếp, câu số 23. Câu số 23 một câu khá là hay. Câu số 23 một câu khá là hay luôn. Cho m gam bột sắt vào dung dịch HNO3 Fe vào bình đựng dung dịch HNO3, m gam bột sắt vào bình đựng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được khí NO. Số mol khí NO bằng 2,24 chia cho 2,4 thì bằng 0,1. Sản phẩm thử duy nhất chứng tỏ không có NH4 cộng. Và 2,4 gam chất rắn. Chất rắn thì thằng này lỏng, muối sắt 2, muối sắt 3 cũng đều lỏng. Vậy chất rắn còn dư. Chắc chắn là Fe dư. Và do có Fe dư nên trong dung dịch không bao giờ tồn tại muối sắt 3 mà lại chỉ tồn tại muối sắt 2 thôi nhá. Muối sắt 2 FeNO3 hai lần. Cộng nước. Đề bài yêu cầu chúng ta xác định giá trị của mở bên trên. Thế thì vậy hoàn toàn đến đây chúng ta đạt được số mol của sắt phản ứng là amon. Đúng không? Thế vậy mình thực hiện bảo toàn khối lượng, sorry, bảo toàn electron. Mình có sắt từ sắt 0 lên sắt dương 2, sắt phản ứng nhá. Vậy là 0 trừ 2 thì bằng 2. 2A số mol E nhiều bằng nitơ, chúng ta là từ nitơ dương 5 về nitơ dương 3, 5 trừ 3 bằng 2, 2 nhân 0,1. Đúng không? Sorry, đây là dương 2, 3 nhân 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được A bằng 0,3 chia cho 2 bằng 0,15. A bằng 0,15. Với A bằng 0,15 thì ngay tức mình tìm được sắt của mình là số mol sắt phản ứng là 0,15 mol và sắt dư là 2,4 gam.
Vậy tới đây mình tìm được khối lượng của sắt, đúng không? Mình lấy 0,15 nhân 56 cộng với 2,4 bằng 10,8 gam. 10,8 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. 10,8. Câu số 24. Câu số 24 mốc lấy 6 điểm. Câu số 24 mốc lấy điểm 6 nha. Hỗn hợp E gồm 3 amino đơn chức. Thế thì đề bài bảo chúng ta là 3 amino đơn chức thì công thức của amino đơn chức là CnH2n cộng 3n. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn m gam E bằng oxy thì thu được CO2 H2O N2. Chúng ta tìm luôn được số mol của N2 bằng 0,672 chia 2,4 bằng 0,03. Được chưa? Mặt khác để tác dụng với m gam E thì từ từ đã, mình bảo toàn nitơ 0,03 nhân 2 thì cháu này bằng 0,06. Được chưa? Tác dụng với HCl, chúng ta lưu ý nha, bên trong này chỉ có một nitơ, vậy đều bọn này bọn amin đơn chức. Amin đơn chức thì chỉ ăn với một HCl thôi. Vậy hoàn toàn mình có tỷ lệ phản ứng là 1 chia 1, 0,06. Tới đây chúng ta sẽ tìm được số mol HCl phản ứng là 0,06. Và hoàn toàn mình tìm được V, lấy 0,06 chia cho 1 thì bằng 0,06 chia cho 1 mà 0,06. Vậy V chúng ta bằng 60ml hay là 0,06 lít. Đáp án đúng đáp án B. Câu 25, một câu điện phân cực kỳ phê. 25 một câu điện phân. Nhìn nha, nó chúng mình giải cho nha. Nhìn kỹ. Với phương pháp điện phân của chúng mình siêu khủng thì chúng ta sẽ giải được hết. Điện phân với điện cực trơ, dòng điện không đổi, dung dịch muối nitrat của kim loại M. MnO2. Đúng chưa? Chưa biết hóa trị mấy. A lần. Sau một thời gian T giây thì khối lượng dung dịch giảm, M dung dịch giảm 6,96 và tại cathode chỉ thu được A gam kim loại. Đây mình có chia ra cathode chỉ thu được A gam kim loại, vậy là chỉ có kim loại M. Thôi chết rồi, thằng này để mình đặt thằng này là X đi, cái thằng này là A gam. Sau thời gian 2 t giây thì lúc này khối lượng dung dịch giảm 11,78 và tại cathode thoát ra 0,24 lít khí. Vậy lúc này chắc chắn là thằng M này bị xử hết, đúng không? Và khí thoát ra tại cathode chúng ta là khí hydro. Được chưa? Số mol khí là 0,24 chia 2,4 bằng 0,01 mol hydro. Được chưa? Để bài hỏi chúng ta là xác định giá trị của A. Đây khối lượng dung dịch giảm 11,78. Thế thì chúng ta lưu ý rằng là do đây là muối nitrat, sorry cả nhà, đây là MnO3 3 lần. Thì bên anode của chúng ta sẽ chỉ thoát ra khí gì? Oxy. Oxy. Được chưa? Vậy thì tương tự như vậy ở bên này cũng chỉ thoát ra khí oxy mà thôi. Đấy, cả nhà chú ý. Thế thì ở đây chúng ta lưu ý rằng là chúng ta cần phải đi đặt. Chúng ta đặt thế này cho dễ. Chúng ta đặt là số mol electron trao đổi ở T giây nhá. Số mol electron trao đổi ở T giây là gì? Z mol. Vậy suy ra 2 T giây thì số mol e trao đổi sẽ là 2Z. Số mol e trao đổi ở T giây là Z mol. Vậy số mol e trao đổi ở 2 T giây sẽ là 2Z. Được chưa? Thế thì do số mol e trao đổi ở T giây là Z mol, vậy oxy bên này sẽ là Z phần 4. Do oxy từ oxy trừ 2 về oxy 0 trừ 2 trừ 0 thì bằng trừ 2 nhân 2 bằng 4, nên thằng này trao đổi 4E. Vậy đây là Z chia 4. Vậy thì oxy bên này nó sẽ là gì nhỉ? 2Z chia 4 thì sẽ bằng là Z chia 2. Được chưa? Đấy nhá. Vậy tương tự này, ở đây vậy mình có là A gam M. A gam M. Thế tôi cũng chưa làm ăn được gì, cứ để đấy, đúng không? A gam M này thì để đấy thôi, chưa làm ăn được gì cả. Thế mình sang xuống dưới này, vậy anh M này lúc này này thì nó sẽ còn là mình tìm được số mol của M luôn là bằng 2Z, đúng không? 2Z trừ đi, đây hydro nhận này, 0,1 nhân 2, bởi vì là hydro từ hydro dương 1 về hydro 0, 1 nhân 2 trừ đi 0,01 nhân 2. Được chưa? Chia cho số E trao đổi của M.
Số e trao đổi m đây, đây là x rồi, vậy đây chia cho x. Đúng không? Vậy thì thằng m này, số mol của nó cũng là z chia x. Đúng chưa? Thế vậy, quay trở lại đây vào bài này, bây giờ chúng ta sẽ có đầu tiên là khối lượng dung dịch giảm 6,96. Thì ban đầu tiên khối lượng dung dịch này giảm 6,96 có phải chính bằng khối lượng của oxy cộng với khối lượng của m. Khối lượng của m đây là z chia x nhân với lại m cộng với lại khối lượng của oxy là 32 nhân với lại z chia 4. Được chưa? Thế còn lại với 11,78 này thì nó chính bằng khối lượng của 2z trừ đi 0,02 chia x, đúng không? Cộng với khối lượng của hydro là 0,01 nhân 2. Đúng chưa? Cộng với lại khối lượng của oxy. Cộng với lại khối lượng của oxy. Cộng với lại khối lượng của oxy. Thế ở đây bây giờ thầy cho viết xuống lui xuống dưới này cho ta dễ nhìn nhá. Đây. Đây 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 đây, mình có này. Phương trình đầu tiên viết cái này xuống dưới này cho dễ nhìn. Là MZ chia X nhân M cộng với 32 nhân với Z chia 4 thì bằng 6,96. Phương trình thứ hai là 2 lần Z trừ đi 0,02 chia X nhân với M nhé. Nhân với M cộng với lại 0,01 nhân 2, đây là khối lượng của hydro, cộng với lại khối lượng của oxy là 32 nhân với lại Z chỗ này chia 2 thì bằng 11,78. Được chưa? Thế thì với thằng này thì chúng ta nhìn kỹ như sau, chúng ta hoàn toàn có thể giải được. Hoàn toàn có thể giải được. Non nhá, biến đổi nhá. Biến đổi thằng này thay thế vào thằng này. Mình có ở cái phần bên trên này, đây là phương trình số 1 này. Thầy đi biến đổi phần đây là phương trình số 2 này, thầy biến đổi thằng phương trình số 1 nhá để thế nhá. Vậy đây mình có cụ là zx nhân m. Z chia x nhân m cộng với 32 chia 4 thì là còn 8z thì bằng 6,96. Thằng phương trình số 2 thì thầy có 2z trên xm trừ đi 0,02 trên xm cộng với 0,02 cộng với 16z thì bằng 11,78. Đúng không? Thế có phải đây? Cái cụ này bây giờ mình thế này, vậy mình thế mình suy ra thằng hai mình có là 2 nhân với lại z x m cộng với lại 8 z được chưa, trừ đi 0,02 x m cộng với lại 0,02 thì bằng 11,78 không? Và toàn bộ cái cụm này z x m này cộng với 8 z bằng 6,96, vậy mình được là 2 nhân với lại 6,96 trừ đi 0,02 xm cộng với 0,02 thì bằng 11,78. Vậy tới đây mình tìm được m chia x sẽ bằng 11,78 trừ đi 2 nhân với lại đây 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 từ từ cứ để dấu âm để cho nó dễ. Đây này 2 nhân với 6,96 cộng với 0,2, 2 nhân 6,96 cộng 0,02 bằng 13,94. 13,94. 13,94 mà đây cứ nhân với 0,2 đây ta nhá. Đây này mình lấy này 2 nhân 6,96 này cộng 0,2 này trừ 11,78. 2,16. 2,16. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được m trên x sẽ bằng 2,16 chia 0,02 bằng 108. Và 108 với bạn nào mà học thành nhiều thì chúng ta biết đây là đương lượng, đúng không? M chia x đây là nguyên tử khối này chia cho số e trao đổi. 108. 108 thì mình nhớ nó ngay thằng nào? Đúng không? Mà chỉ có bạc thôi. Bạc là gì? Bạc là nguyên tử khối là 108, còn lại số e trao đổi nó là 1. Vậy chắc chắn anh kim loại này của chúng ta là bạc. Kim loại chúng ta là bạc. Bạc. Đúng chưa? Để bài hỏi giá trị của A đâu nhỉ? A gam kim loại M đây, ở thời điểm đầu tiên đây. Đây, A gam. Đúng chưa? Chúng ta tìm được M là bằng 108. Nhưng X chúng ta bằng 1. Vậy đây bằng 1 thôi. 108 và bằng 1. Thế vậy suy ra nó là bạc rồi. Vậy mình thế vào phương trình số 1. Nhá, thế vào phương trình số 1. Mình vẫn chưa biết Z.
mình vẫn chưa biết z, nhưng mình chỉ biết đây là thế vào chỉ số 1 mình được là z nhân với thế vào chỉ số 1 nhá. Đây đây đây. Z nhân với 108 cộng với 32 nhân với 108 phần 4 thì bằng 6,96. Đến đây chúng ta tìm được z. 32 này nhân 108 này chia 4 này bằng này 6,96 này. 32 nhân với 108. À đâu, từ từ, z chưa biết. Đây, z chưa biết. Sorry. 108 cộng với lại 32 chia 4 bằng 6,96 chia n bằng. Ô, sao lẻ nhỉ? Từ từ đã. Nhìn lại phương trình này. 1 đây. X bằng 1, đây z nhân với 108 cộng 32 nhân z chia 4 bằng 6,96. Đúng rồi, z nhân 108 cộng với 32 nhân với z chia 4 bằng 6,96. Rồi. Phải mình có này. 108 cộng với lại 32 chia 4 bằng 6,96 chia n bằng 0,6, z bằng 0,6. Z bằng 0,06. Được chưa? Với z bằng 0,06. Đây. Vậy suy ra số mol của bạc cũng bằng 0,06. Đúng không? Z e trao đổi mà, 0,06, 0,06 nhân 108. 6,48 gam. 6,48 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 6,48 gam. Đấy, một câu điện phân rất là kinh khủng. Đấy, cả nhà cần phải chú ý đến những câu điện phân này. Phải giải bằng pháp xương cá mới giải được. Còn không giải bằng pháp xương cá gần như không thể nào chinh phục được nó. Bắt đầu đến những câu này thì bắt đầu đấy khó rồi. Đúng không? Khó le cổ. Cố gắng mà. Câu 26. Cho các phát biểu sau. Câu 26. Cho các phát biểu sau. Thủy phân vinin acetat bằng NaOH đun nóng thu được natri acetat và formaldehyde. Vinin acetat CH3COO CH nối đôi CH2 cộng với lại NaOH thì mình thu được CH3COONa, đúng không? Cộng với thằng này là CH3CHO. Đây là natri acetat đúng, nhưng thằng này là anhydride acetic chứ còn formaldehyde là thằng này cơ. Vậy là A sai. B. Polyethylene được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Polyethylene đi từ hai thằng ethylene đớp nhau, N thằng ethylene đớp nhau nhiệt độ áp suất xúc tác để tạo thành đây CH2N lần. Đây không phải là trùng ngưng mà đây là trùng hợp toàn. Ở điều kiện thường anilin là chất khí C6H5NH2. Thằng này là điều kiện thường, nó phải là chất lỏng cơ, không phải chất khí. Toàn tiếp. Cellulose thuộc loại polysaccharide, đúng. Thủy phân hoàn toàn albumin thu được hỗn hợp, chỗ này là alpha amino acid, đúng tiếp. Ở điều kiện thích hợp triolin tham gia phản ứng cộng hydro, triolin C17H33COO tất cả 3 lần C3H5, đúng là cộng hydro thật. Để tạo thành ăn 3 hydro để tạo thành C17H35COO 3 lần C3H5. Chú ý phải có xúc tác nhiệt độ, niken nhiệt độ. Đúng. Vậy mình có số phát biểu đúng, để bài hỏi đúng là D, E, G. Được chưa? 3 đáp án đúng đáp án. 3 phát biểu đúng. Câu tiếp theo, câu số 27. Câu tiếp theo, câu số 27. Cho sơ đồ chuyển hóa các chất. Đây nha. Mình có đầu tiên này, Fe của các bốn loãng của mình thì chắc chắn nó tạo thành Fe S số 4 rồi. X chắc chắn là Fe S số 4. Được chưa? Đây là hỏi chất X. Fe2 4 3 lần toang 3 thằng Fe4 được. Fe4 mà cộng với bọn này thì mình có này, crom này, crom dương 6 tính xóa cực mạnh nhá. Crom này là crom dương 6 tính xóa cực mạnh. Được chưa? Thì chắc chắn là Fe4 cộng với lại crom dương 6 thì nó sẽ tạo thành là, chú ý này, ở đây bây giờ xét đến là thằng Y chúng ta là một hợp chất của crom. Đúng chưa? Thì mình có nhá, nhìn nhá. FeSO4 thì viết phương trình
cộng với lại K2CR2O7 cộng với lại H2SO4 loãng thì nó tạo thành sắt dương 2, crôm dương 6. Crôm dương 6 tính của xóa mạnh sẽ xuống để tạo thành crôm dương 3, CrCl3. Cr ở đây không có Cl. Cr2SO4 3 lần. Sắt dương 2 sẽ lên sắt dương 3 là Fe2SO4 3 lần cộng với lại K2SO4 cộng với lại H2O. Và chú ý rằng là ở đây này, chất y chúng ta đề bài đều đi xét là crôm. Vậy ở đây chắc chắn là crôm 3, Cr2S43 loại crôm 2. Được chưa? Bây giờ crôm 3 này, đây nó chính là đây rồi, Cr2SO43 lần. Tác dụng với cao hoắt, nhưng chú ý ở đây có từ dư. Đầu tiên là crôm 3 cộng giống nhôm tác dụng với OH trừ thì nó sẽ tạo thành là CrOH 3 lần. Nhưng nếu cho OH trừ dư thì nó sẽ tạo thành CrOH 4 lần trừ, hay còn được viết dưới dạng là CrO2 trừ. Hay nói cách khác, anh này chính là Z, chính là KCrO2. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án không thể là CrCl3 được. C. Ok. Câu 28. Câu 28. Cho một mol triglycerid X. Cho một mol triglycerid X tác dụng với dung dịch NaOH dư X mà tác dụng với NaOH dư thu được một mol glycerol CH2OH CHOH CH2OH, một mol natri palmitat C15H31 COO Na, hai mol natri oleat C17H33 CONA. Phát biểu nào sau đây là sai? Vậy điều này chứng tỏ 100% là thằng X chúng ta phải có một gốc palmi và một gốc và hai gốc olei. Vậy suy ra này, thằng ấy của chúng ta chắc chắn chỉ có thể là C15H31 COO CH2 C17 H33 COO CH2 C17 H33 COO CH2. Nó có nhiều đồng phân lắm nhá. Đúng chưa? Đặt thằng này là 1, đặt thằng này là 2 thì thằng này cũng là 2, có 1 2 2. Mình có là 2 1 2. Đúng không? Nó có hai đồng phân cơ. Nó hai đồng phân cơ. Được chưa? Để bài hỏi này phân tử x có 5 liên kết pi, xem đúng nhá. Palmi thì là không có pi, palmi không có pi, không pi. Thằng này có 1 pi, 1 pi, 1 pi cộng 1 pi là 2 pi cộng với 3 pi ở bên trong CO. Bây giờ cộng 5 pi, đúng không? Đúng, 5 pi chính xác. Hai đồng phân cấu tạo đúng rồi, 1 2 2 và 2 1 2. Đúng. Công thức phân tử C52 xem nhá. 15 cộng 17 cộng 17 cộng 3 cộng 3 55. C55 cơ. C55 cơ. Thế mà là C52. Toang. Vậy phát biểu sai. C. Một mol X là mất màu tối đa hai mol brom. Đúng, bởi vì nó chỉ có hai liên kết CC thôi nên là mất màu hai mol brom. Ok. Chính xác. Xong câu 28. Giờ mình sang câu 29. 29. Số thí nghiệm thu được chất khí là 29. Số thí nghiệm thu được chất khí là. Thế đây chúng ta phải đi xác định là có bao nhiêu thí nghiệm mà thu được chất khí. Đầu tiên là điện phân NaCl nóng chảy. Khi điện phân NaCl nóng chảy thì ta có, nó sẽ tạo thành là natri cộng với lại clo bay lên. Vậy đúng, clo là khí. 1. Điện phân dung dịch COS4 điện cực trơ thì tạo thành, điện cực trơ nhé, điện phân dung dịch Cu cộng H2SO4 cộng oxy có khí. Cho mẫu kali và dung dịch, dung dịch này có nước. Vậy đầu tiên mình sẽ có phản ứng là kali cộng nước trước để tạo thành KOH cộng H2 có khí. Fe và dung dịch COS4 thì chỉ tạo thành FeSO4 cộng Cu không có khí. Bạc và dung dịch HCl không xảy ra phản ứng. Ba là có khí rồi.
đồng và hỗn hợp. Lưu ý này, rất nhiều đứa bảo là không nhưng thầy bảo có này, đồng không cộng với NO3 trừ, trong này có H cộng này, để tạo thành đồng 2 cộng cộng với NO cộng 2O. Vậy là có khí NO bay lên nhá, có khí. Vậy mình có 1, 2, 3, 4 thằng có khí. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 4 chú có khí. Ok. Câu 30 nhá. Câu 30 mình giải 30, 31, 32, còn lại 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 là để chiều giải. Chúng mình đói, chúng mình đi ăn cơm. 30 nhá, 30 nhá. 30. Cho một mol chất C9H8O4 chứa vòng benzen. Một mol chất C9H8O4 chứa vòng benzen. Để đấy. C9H8O4 tác dụng với NaOH thu được hai mol chất Y, một mol chất Z, một mol nước. Chất Z này lại tác dụng với H2SO4 loãng thu được chất T. Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Thế thì mình cần lưu ý này. Thằng này đầu tiên là chứa vòng benzen mà tác dụng với NaOH thu được hai chất Y, một chất Z, một nước. Do có một nước nên chắc chắn nó có một nhóm COOH. Hai mol chất Y vậy chắc chắn nó có một chức ST. Được chưa? Được chưa? Nhìn thấy chưa? Hai mol chất Y mà. Hai mol chất Y chắc chắn nó có một chức ST. Z tác dụng 24 vậy Z chắc chắn là muối. Được chưa? Có vòng benzen. Đây, nhìn nha. Vòng benzen. Bắt buộc phải có một chức COH, đây có 6 carbon này. Bắt buộc phải có một chức COH. Và nó phải có một chức ST nữa. Đúng không? Một chức ST mà lại sinh ra được hai thằng Y, vậy điều này nó phải có hai thằng giống nhau. Hai thằng này bắt buộc phải hai thằng giống nhau. Hoặc là một thằng phải sinh ra anhydride. Đúng không? Hoặc là hai thằng đấy nó phải giống nhau. Hoặc là hai thằng đấy có một thằng nó phải sinh ra là anhydride thì mới được. Thế thì rất là khó khăn trong việc giải bài này. Bởi vì là chúng ta không thể nắm được là nó tạo thành như thế nào. Đa số chúng ta giải đều phải đoán mò. Thế vậy bây giờ chúng ta phải logic suy luận nó như thế nào. Logic suy luận nào thì mình mới giải được. Nhá. Nhìn kỹ này. Hai mol chất Y, một mol chất Z, một mol nước. Đây có một thằng COH. Đúng không? Trường hợp số 1, một thằng COH và một thằng COO. COO thì nó không thể sinh ra được hai thằng Y được. Đúng không? Không thể toang. Vậy trường hợp số 2, nhìn nhá. Trường hợp số 2. Bước 1. HCOO. Đây, vòng benzen đây. Được chưa? OOC. C9 thì phải có 3 carbon, 3 carbon thì hơi lẻ. Một muối. Bởi vì thằng này tác dụng H4 loãng thì chắc chắn thằng Z này là muối rồi. Vậy chỉ thu được một muối thôi. Hai thằng Y. Hai mol chất Y. Thầy chưa ăn trưa Lan Anh ạ. Đang like giải cho các bạn. Hai mol chất Y mà lại có một nước. Một nước thì một nước thì có thể một nhóm COH hoặc một thằng là ST của phenol. Và khả năng cao ở đây chúng ta nghiêng về ST phenol. ST phenol chắc chắn có nước, thế thì nó như thế này. CH3OOC này. Đây, vòng benzen đây. Xong rồi là O. Đấy. O C thì thằng này sinh ra được một ancol này. Thằng này sinh ra được một ancol. Hai thằng Y này phải là ancol. Có thể là hai thằng muối không? Không, bởi vì ở đây nó chỉ có 4 thôi. Thì chỉ có hai chức thôi.
ăn hai này AH là chắc chắn rồi. Đây. Thế là còn mấy carbon? C2 à? Chỗ này là thằng này C6 rồi. C6. Thằng này là C6 rồi. Cộng 1 là C7, cộng 1 là C8, cộng 1 là C9 rồi. Vậy đầu này chỉ có thể là thỏa mãn ăn 2. Nhưng mà lại chỉ sinh ra 1. Đây yêu cầu là hai mol chất Y rồi. Một chất Z, chắc là chắc chắn là thằng này sinh ra nước rồi. Một nước rồi. Anh này xét bao hết. Hai thằng xét bao hết. Hai nhóm OH phải có một thằng là thằng nhóm chức anhydride mới đúng. Phải có một thằng là thằng nhóm chức anhydride mới đúng. Chất Y. Xem là HCO được không? HCOONa, HCOONa. HCOO. Đây thử xem thằng này. Đây 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 đây. HCOO này. Đây. CH2OOH. COH. Đúng không? Chỉ có thằng này thôi. Nhìn nhá. 6 carbon cộng 3 carbon. Đây thì viết lại cái chỗ này chúng ta dễ nhìn này. Đây vòng benzen, đúng rồi, chỉ có thằng này. Đấy, suy luận mệt lắm. HCOO này. C6H5 này. CH2 này. OOCH. Đây. Thì có đúng không? Anh này này tác dụng với 2 NaOH để tạo thành này. Đây, đây. HCOONa cộng với thằng này muối này. Đúng không? NaO này. CH2OH này. Được chưa? Thế đây là chất này là chất Z. Đây chất Z. Đây chất Y, ra hàng Y. Z tác dụng với H24. Z tác dụng với H24 thì tạo thành HO CH2OH. Ra được chất T. Đề bài bỏ T tác dụng NaOH theo tỷ lệ mol 1 chia 2. T tác dụng NaOH theo tỷ lệ mol 1 chia 2 chắc chắn sai, vì thằng T này chỉ có một nhóm H đính vào vòng thơm thôi. Nên chỉ tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:1 thôi ạ. Được chưa? 1:1 thôi. Vậy là 1:2 sai, sai là A. Chất Y phản ứng trắng bạc đấy thôi, HCONa trắng bạc, đúng. Chất Z có hai nguyên tử oxy. Z đây hai nguyên tử oxy, 1 2, đúng. Phân tử chất Z có hai nguyên tử oxy đúng. Chất X tác dụng NaOH theo tỷ lệ mol 1:3. X tác dụng với NaOH đây đúng là 1:3 thật. 1 2, đây 1 2 3. Đúng tác dụng NaOH theo tỷ lệ mol 1:3 thật. 1:3 nhé. Đúng, vậy sai anh ta là A. Dã man phết. Đúng không? Mình sang câu tiếp theo, câu số. Thôi, chúng ta giải đây nghỉ trưa thôi nhỉ. Giải đây nghỉ trưa thôi, sau đó là hẹn gặp lại cả nhà vào lúc 15 giờ chiều nay. Chúng ta giải nốt 10 câu khó nhá. Hẹn gặp cả nhà vào 15 giờ chiều nay, giải nốt 10 câu siêu khó. Bye bye, hẹn gặp lại.